Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Hôm nay em về đây thuộc ấp Bình Thủy, xã An Thạnh Thủy, huyện Trà Gạo, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất có tổng diện tích là 160 m². Trên thửa đất có 100 m là đất thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi, mình rẽ phải là liên thông ra đường tỉnh lộ 877 khoảng là 500 m. Con đường này rộng khoảng 3 m, mình di chuyển là đường xe ô tô 7 chỗ, rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có điện, nước, wifi, có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để cất nhà và lập vườn trồng cây ăn trái là tuyệt vời luôn nha. Và khu vực này thì có đầy đủ tiện ích như là chợ nè, trường cấp 1, trường cấp 2, ngân hàng cách khoảng 1 km. Từ vị trí đường bê tông 3 m, mình di chuyển vào đường đá xanh khoảng 3 m nha anh chị. Mình di chuyển vào con đường này tới thửa đất là 60 m anh chị. Gia chủ sẽ đổ bê tông là đường 3 m vào tới đất của mình luôn. Em mời cô chú anh chị di chuyển vào trong để anh chị mình xem và tham quan nha. Con đường này thì gia chủ sẽ đổ bê tông là 3 m luôn anh chị. Mình di chuyển là đường xe ô tô 7 chỗ luôn nha. Rồi, em đã di chuyển tới vị trí thửa đất mà hôm nay em giới thiệu anh chị rồi nè. Đất của mình thì cao ráo hơn mặt lộ nha anh chị. Đất thì không màu mỡ, xung quanh thì cũng không có. Ở con đường này thì gia chủ sẽ làm bê tông là 3 m cho anh chị luôn nha. Từ vị trí thửa đất mình di chuyển ra đường bê tông lúc ban đầu em đứng khoảng 60 m nha anh chị. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 5 m. Có chiều dài là 32 nha anh chị. Thổ cư là 100 m². Diện tích mình là tính từ ngay chỗ vị trí cột bê tông này. Mình đo tới bên đây là 5 m nha anh chị. Ở đây thì gia chủ còn hai nền. Năm dài 32 anh chị. Mỗi nền thì thổ cư đều 100 m² hết.
Ở đây thửa đất đang quay về hướng đông nha anh chị. Từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 69 km là anh chị tới nha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 230 triệu một nền nha anh chị. Ở nền của mình là ngang 5 dài 32 nha anh chị. Thổ cư thì có 100 m. Ở đất mình thì có sổ hồng riêng, anh chị mình có thể ra công chứng liền luôn nha. Đất mình thì đẹp nha anh chị, cao ráo và bằng phẳng luôn anh chị. Ở đất mình thì tới ngay chỗ này nha anh chị. Nó qua đây nè là 5 m. Anh chị mình mua hai nền đó là ngang 10 m, dài là 32 nha anh chị. Ở gia chủ thì đang kêu bán giá là 230 triệu một nền nha anh chị. Ở hai nền là 460 triệu. Gia chủ sẽ bao giấy tờ sang tên cho anh chị luôn ha. Ở đây thì điện nước wifi có đầy đủ hết nha anh chị. Nhà cửa thì khu vực này em thấy cũng rất là đông. Từ vị trí thửa đất mình di chuyển ra tới khu công nghiệp Bình Ninh là 1,5 km. Ở con đường ở phía trước là 3 m nha anh chị. Mình di chuyển là đường xe ô tô. Nếu anh chị mình đặt cọc rồi thì gia chủ sẽ đổ bê tông 3 m cho anh chị luôn nha. Giá này thì em thấy cũng phù hợp và rẻ anh chị. Ở ngang là 5 m và dài là 32. Thổ cư một nền là 100 m². Đất này thì về anh chị mình khỏi cần san lấp mặt bằng luôn nha. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng, xây nhà vườn lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình đủ điều kiện luôn nha. Anh chị thấy video này hữu ích, cho em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị nha. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú mình nắm lại một lần nữa. Hôm nay em về đây thuộc ấp Bình Thủy, xã An Thành Thủy, huyện Trà Gào, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Để giới thiệu cho anh chị xem hai thửa đất nền có tổng diện tích là 160 m một nền nha anh chị. Ở trên thửa đất có 100 m là đất thổ cư anh chị. Giá bán là 230 triệu một nền nha anh chị. Nếu anh chị mình thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem nha và gặp ngay chính chủ luôn. Phía trước là đường 3 m nha anh chị. Ở gia chủ có nói với em sẽ đổ đường ra 3 m, ô tô anh chị mình tới vị trí thửa đất luôn nha. Ở đây thì mình cách chợ Bình Tây trường cấp 1, cấp 2 là 1 km anh chị, rất là gần. Đây là tổng quan thửa đất, anh chị ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang nha. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo.